Điện thờ của chị em họ ở xa phía bên trên đó. Cờ ra tốt, anh phải trở lại được mặt đất. Thank you.
Hãy để cơn giận dữ của hai thần lính đầy song đao của anh đi cờ ra tốt.
Hãy phá vỡ dây xích dùng để tra tấn ta thế. Ngươi cũng mạnh đấy, nhưng ngươi thật quá nhỏ bé, thậm chí chả phải người của Olympus để có thể trở thành một vị thần. Tần cờ ra tốt à. Ngươi còn dám vác mặt đến gặp ta sao? Sau những chuyện ngươi đã làm à? Ta sẽ làm ngươi chịu đau đớn cờ ra tốt. Atlas, ông phải tin tôi, đã có nhiều việc xảy ra kể từ lúc chúng ta gặp nhau. Tại sao tôi lại đi tin một kẻ làm tôi mọi cho thức chứ? Bởi vì tôi đi tìm cách hủy diệt giúp. Cờ ra tốt, ngươi vẫn là một chiến binh đầy tính kiêu ngạo và ngu ngốc. Ngươi vẫn không hề thay đổi. Và ngươi đã có kế hoạch thế nào để đánh bại vị vua của các vị thần chưa? Bằng cách lấy được thanh gươm của đỉnh Olympus về tay và xuyên thẳng nó vào tim của Giúp. Nó đang giữ sức mạnh vì tôi đã từng cầm nó trên tay với tư cách là thần chiến tranh. Thanh gươm của đỉnh Olympus sao? Ta đã không nghe cái tên đó rất hàng vạn năm rồi. Kể từ khi kết thúc trận chiến vĩ đại đó, khát máu và sức mạnh của sự cuồng nộ có ở bên trong Giúp. Hắn khao khát được thống trị con người và bọn ta không thể chấp nhận được việc đó. Trận chiến giữa những thai thần và những kẻ trên đỉnh Olympus đã tạo nên phong cảnh cho thế giới của loài người. Đó là một cuộc chiến mà chúng tôi biết rằng thai thần phải là người thắng cuộc. Nếu chúng tôi thua, nó sẽ là sự chấm hết cho thời kỳ hoàng kim của những thai thần lên ngôi thống trị. Hòa bình và sự thịnh vượng dành cho loài người có thể không còn nữa. Trận chiến vẫn tiếp diễn mặc dù tôi đã bị bắt. Sau đó Giúp đã tạo ra một vũ khí tối thượng để có thể kết thúc trận chiến vĩ đại đó. Thứ vũ khí đó được tôi luyện từ thiên đường và trái đất. Thanh gươm của đỉnh Olympus. Ta đẩy ngươi tới hố sâu nhất của ta, ta rớt. Ta thức dậy thì đã ở trong chỗ bị tra tấn ở dưới lòng đất này rồi, bị đẩy xuống hố sâu nhất của lãnh địa Hades. Ta đã có thể phá hủy Giúp nếu như ngươi không là ngươi đặt lại ta ở đây, đồ nô lệ của những vị thần. Tôi không còn phục tùng các vị thần nữa, Atlas. Lần cuối cùng tôi đã bị chúng phản bội là một phát vào bụng đấy.
hãy chỉ đường cho tôi tới chỗ chị em họ và tôi sẽ giết Duke một lần cho tất cả. Nếu những điều Gai A nói là sự thật, bóng ma của Sở Pha Tan, ngươi chính là chiến binh mạnh mẽ và xứng đáng nhất để trở thành đồng minh của những thai thần. Vậy hãy nói tôi biết cách làm sao để tìm được điện thờ của chị em nhà Phết đi. Không biết, không một thai thần nào biết làm sao để có thể tới được điện thờ của chị em họ đâu. Nhưng nó có nói người tìm được nó sẽ biết vận dụng sức mạnh vĩ đại của nó. Tôi ban cho anh phép thuật cuối cùng tôi còn có, Sở Pha Tan, và tôi sẽ giúp anh đi qua cái hang sâu vĩ đại đó. Nhưng đó là tất cả những thứ tôi có thể trao cho anh. Có thể là số phận đã cho anh một lối đi, cờ ra tốt. Tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào việc anh có thành công hay không đấy.
Bạn cần phải có chìa khóa hình con cừu để mở được cánh cửa này. Bạn cần phải có đầu lâu chiến binh để mở được cánh cửa này. Một bức tranh chạm khắc ngọn gió Bắc và vị thần của gió phương Bắc. Bạn đã đặt cái tay xoay vào lỗ.
nó được viết một thứ tiếng mà bạn chả thể đọc được. Cánh cửa đã bị khóa. Để tôi yên. Bạn phải bảo vệ người phiên dịch. Tôi không muốn chết đâu. Đọc được kiểu gì cả vì chúng đang tấn công kìa. Oh!
quên cách đọc rồi. Đọc đi, nghe tôi đây, các chị em người đang kiểm soát số phận. Tiếp. Một kẻ đi tìm kiếm thứ mà chỉ có chị em các ngươi mới có thể cho họ. Đọc tiếp. Bằng chứng rằng anh ta là người xứng đáng. Không, làm ơn, không, tôi không thể làm việc đó. Đọc. Chấp nhận sự hy sinh đó bằng máu của tôi. Làm tốt lắm, chiến binh. Với sự hy sinh anh vừa chứng minh, hẳn là anh đang tìm kiếm hướng giải quyết từ các chị em nhà bếp. Dẫu cho là vậy, đây cũng chỉ là một nhiệm vụ nhỏ trong một chuỗi nhiệm vụ tiếp theo, để nó dẫn đến một buổi diện kiến chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép ngươi đến được điện thờ linh thiêng của ta đâu, cờ ra tốt.
Thật ra tốt anh không biết anh đang làm cái gì đâu. Có những thứ còn xa hơn thế và quan trọng hơn việc báo thù của anh đấy. Zeus đã làm những gì ông ta phải làm để bảo vệ Olympus. Những điều Gaia nói chỉ là một nửa của sự thật và toàn những sự giả dối mà thôi. Những thai thần không phải là những người đáng tin tưởng. Ông ấy sợ con thú bên trong anh sẽ hủy hoại mọi thứ mà ông ấy đã gây dựng nên cho anh. Hades, thần của thế giới lòng đất. Helios, thần mặt trời. Poseidon, thần biển cả. Zeus, vua của những vị thần. Ares, vị thần chiến tranh sa ngã. Chị em nhà phết yêu cầu một sự hy sinh bởi ngọn lửa.
bóng ma của Spartan. Đã có báo trước rằng anh sẽ tới. Tôi sẽ không để anh tới chỗ chị em họ đâu. Nó được viết một thứ tiếng mà bạn chả thể đọc được. Cánh cửa đã bị khóa. Tôi sẽ không để anh tới chỗ chị em họ đâu. Tôi sẽ không để anh tới chỗ chị em họ đâu. Anh sẽ làm tất cả chúng ta bị hủy diệt. Anh không nhìn thấy việc đó sao? Bỏ cái tay ra khỏi người tôi. Đọc ngay. Nghe tôi đây, những chị em cao quý người đã tạo ra số phận cho chúng tôi. Một kẻ nữa lại đang tìm kiếm một buổi diện kiến để thay đổi số phận của họ. Đọc. Anh đang mắc sai lầm rồi đó. Với bằng chứng rằng anh ta xứng đáng. Không cờ ra tốt. Đây sẽ là kết thúc cho tất cả chúng ta mất. Anh phải dừng lại. Đây chính là mục đích của ông. Hãy chết trong vinh dự đi. Tôi đánh đổi bằng máu của mình để có thể khai sáng lối đi. Cờ ra tốt. Hãy nhìn con phượng hoàng lửa kia đang cố sống dậy từ việc biến kẻ hiến tế thành cho bụi, cũng như việc anh đang cố đi tìm một cơ hội thứ hai cho bản thân. Hãy tìm cho bụi để giải phóng phượng hoàng. Chỉ khi anh tìm được nó thì con đường dẫn tới điện thờ của chị em nhà Phết mới hiện ra.
Bạn đã mở được cửa bằng hộp sọ của chiến binh.
cho bụi của Phượng Hoàng. Chỉ có lửa mới có thể thả cho nó sự tự do.
Tao đã tới quá xa để có thể nhận thất bại rồi. Ngươi, Chúa Tể, tôi bảo anh trở lại Sở Pha Tan. Tại sao anh lại để Sở Pha Tan không có người bảo vệ thế hả? Sở Pha Tan không còn nữa rồi. Cái bi kịch gì đang diễn ra thế? Do Dục, ông ta tới Sở Pha Tan cùng với một màn đêm tối tăm. Anh canh chừng cẩn thận. Người dân đã gào thét tên anh. Họ cầu xin vị thần của họ tới cứu giúp họ. Nhưng anh không hề tới. Tôi đã không còn sự lựa chọn nào cả. Tôi phải đi tìm ra chị em họ để có thể thay đổi số phận của đất nước Sở Pha Tan mà ta yêu quý nhất. Đối với tôi đó là tất cả những gì còn lại. Giờ thì anh là tất cả những gì còn lại. Tôi đã có niềm tin rằng anh em của chúng ta những Sở Pha Tan sẽ sống mãi thông qua sự thật về thần chiến tranh. Đây là cách mà ông đối mặt với tôi sao? Đồ hèn. Tôi đã làm tất cả mọi thứ cho những vị thần. Xuống đây ngay và đối mặt với tôi đi giúp. Với những lời dối trá từ các vị thần rồi. Anh thực sự xin lỗi, em yêu của anh. Em có thể tha thứ cho anh không? Vẫn chưa mất tất cả đâu, cờ ra tốt. Anh phải tiếp tục đi, có nhiều thứ đang phụ thuộc vào nó. Tôi không thể đánh bại các vị thần. Chiến thắng đang ủng hộ anh, cờ ra tốt. Nhưng anh phải nắm giữ thật chặt định mệnh của mình và điều khiển nó. Có một trận chiến ở phía cuối chân trời và chúng tôi cần anh dẫn dắt chúng tôi trong trận chiến đó. Tới cái kết cục gì đây? Cái chết dành cho Dục. Nếu như anh nản trí, Dục sẽ vẫn ra tấn anh. Hắn sẽ không nghỉ ngơi khi mà hắn còn biết anh vẫn sống. Và khi anh chết, em trai Hades của hắn sẽ hành hạ linh hồn của anh đến vĩnh cửu.
Anh sẽ không có sự nghỉ ngơi nào cho tới khi anh hủy diệt được hắn. Hãy mang theo mình ngọn lửa đã đốt cháy sờ ba tan yêu dấu của anh theo cùng, để nó làm đầy sự tức giận và giúp anh tiến bước nhanh hơn về phía con đường định mệnh. Khoảnh khắc chúng ta hành động là dựa vào chúng ta cờ ra tốt. Trận chiến này chỉ là một sự khởi đầu cho một cuộc chiến vĩ đại sắp sửa tới mà thôi. Hãy để cơn giận dữ của thai thần núi đầy sông đao của anh đi cờ ra tốt.